Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 7 chương trình mới. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Number 3. Think about your dad or mom and his hobby or her hobby. Fill in the word web. Then write a short paragraph about 70 words about your dad's hobby or mom's hobby. Là chúng ta hãy nghĩ về bố mẹ của mình và sở thích của bố mẹ bạn, và sau đó hãy điền vào khung, tức là chúng ta hãy điền vào những cái khung này và sau đó viết một đoạn văn ngắn khoảng 70 từ nào về sở thích của ba mẹ mình. Right, and number one, his hobby or her hobby is, có nghĩa là sở thích của bố này hoặc là sở thích của mẹ bạn là gì, thì chúng ta sẽ viết vào đây. And number two, he started the hobby or she started the hobby ago. Như là, ví dụ như là chúng ta thấy đây là bố hoặc là mẹ của bạn thì bắt đầu sở thích đó từ khi nào. Ví dụ như là ở một năm trước, hai năm trước, or for example one year ago hoặc là 2 years ago. Đúng nào? And number 3, he or she shares the hobby with, nghĩa là bố bạn hoặc là mẹ bạn thì chia sẻ những cái sở thích này với ai. Chúng ta sẽ viết vào đây. And number 5, benefit, nghĩa là cái lợi ích, là nó có những cái lợi ích gì thì chúng ta sẽ viết vào đây này. Và and number 4 là to do this hobby he needs or she needs, tức là để làm được cái sở thích đó nào thì bố hoặc mẹ bạn thì phải cần những cái gì thì chúng ta sẽ ghi vào đây. Và cái chỗ dưới này, chỗ tấm dưới này thì chúng ta sẽ nối tất cả những cái thông tin ở trên này lại thành một cái đoạn văn khoảng 70 từ để viết về sở thích của bố hoặc là mẹ mình. Và chúng ta sẽ nối tất cả các thông tin này lại với nhau thành một đoạn văn để nói về sở thích, những cái sở thích đó.